Bạn đã từng có thắc mắc Nam Mô A Di Đà Phật là gì bao giờ chưa? Và tại sao trong ý nghĩa tâm linh người Việt lại được sử dụng nhiều như vậy? Hãy cùng Thiện Tâm Audio tìm ra lời giải đáp nhé. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Chắc hẳn rằng nhiều người trong số chúng ta đã từng nhiều lần nói ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không phải ai cũng nắm được ý nghĩa chính xác sau đó. Khái niệm về Nam Mô A Di Đà Phật. Theo đạo Phật, Nam Mô A Di Đà Phật được định nghĩa chính là lục tự hồng danh, câu nói với sáu chữ được lưu truyền rộng rãi từ xa xưa tới tận bây giờ trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia, mức độ thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày, chứng tỏ lòng tín nhiệm của Phật tử thể hiện ở câu chào khi gặp nhau gồm bốn chữ A Di Đà Phật. Mỗi một chữ trong đó đều có ý nghĩa riêng, tạo nên những điều tốt đẹp trong ý nghĩa thờ cúng tâm linh của người Việt. Nam Mô có nghĩa là kính lễ, quy y, thờ phụng, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. A có nghĩa là vô, không. Di Đà có nghĩa là lượng. Phật có nghĩa là người giác ngộ. Chung quy lại, Nam Mô A Di Đà Phật tức là kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, hoặc có ý nghĩa chúng sanh sẽ quay về nương tựa vào những đấng giác ngộ vô lượng. Ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà là một vị Phật được thờ phụng nhiều nhất, và tên của Ngài mang những ý nghĩa lớn lao đối với đời sống của chúng sanh. Vô lượng quang, đó chính là sự hào quang, trí tuệ của Ngài luôn tỏa chiếu khắp thế giới. Vô lượng thọ, phúc đức và thọ mạng của Ngài sẽ sống lâu không lường kể. Vô lượng công đức, tức là Ngài luôn làm việc có đức, công đức của Ngài không ai có thể kể hết. Phật A-di-đà có hình dáng mang tính chất hiền từ và phổ độ chúng sanh. Ngài có cụm tóc xoắn ốc, đôi mắt hướng xuống phía dưới chúng sanh, khuôn miệng luôn nở nụ cười cảm thông và cứu độ. Ngài có một tấm áo cà sa màu đỏ, sự tượng trưng của mặt trời ấm áp tỏa sáng. Nam Mô A Di Đà Phật và văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật có thể nói là câu cửa miệng của các Phật tử sử dụng trong đời sống hàng ngày, chào hỏi nhau, và cũng là câu nói được sử dụng mở đầu trong mỗi lần thờ cúng tổ tiên cũng như tìm tới Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm mình về với Đức Phật. A-di-đà-phật là vô lượng Phật, là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong Phật giáo. Phật A-di-đà là giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của thế giới Ta Bà, một thế giới mà các chúng sanh đang sinh sống.
Đức Phật nguyện rằng: Nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu ta, nếu không sinh vào cõi cực lạc, ta thề không thành chánh giác. Nhưng khi nhắc tới câu nói đó, cái tâm của chúng ta phải luôn hướng thiện, hướng về những điều tốt đẹp, và luôn thành tâm thực hiện hướng sự an bình trong tâm hồn, sống một đời không ác nghiệt, không sân si đố kỵ, làm điều xấu xa. Bởi vậy mà các Phật tử luôn luôn nhắc nhở nhau chào hỏi với câu Nam Mô A Di Đà Phật, một sự đồng tâm cùng nhau hướng về thực hiện phát nguyện tâm theo Đức Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật và ý nghĩa với cuộc sống của chúng sanh. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày như một cách tu tâm ngay tại nhà, cũng như để đạt được chánh quả. Niệm Phật mỗi ngày, bạn cũng sẽ nâng tầm được cảm xúc bản thân, trau dồi đức hạnh và xóa dịu nỗi đau của cuộc đời. Tự chánh niệm mỗi con người sẽ thoát khỏi sự tội lỗi tối tâm. Tâm trí của bạn cũng sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp đến từ cuộc sống, tránh xa những đau khổ và sự xấu xa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khẳng định một điều: chúng ta là con của Phật. Vì vậy, mọi suy nghĩ và hành động cần phải thực hiện theo Đức Phật. Đời sống cần có nhiều niềm tin và hy vọng, nhanh chóng thoát khỏi bể khổ. Về mặt giáo lý, đây là pháp trì danh niệm Phật trong Tịnh Độ Tông được tín hành nhiều nhất, ngắn gọn, dễ dàng tu tập nhất, thích hợp với tất cả mọi tầng lớp tín đồ, không phân biệt thượng, trung hay hạ căn, trí tuệ cao hay thấp, nghiệp chướng nặng hay nhẹ. Chỉ cần hành giả trì danh nhất tâm tín nguyện, không thoái chuyển cho đến khi mệnh chung sẽ được vãng sanh. Phật A-di-đà và Thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Niệm A-di-đà là một cách tu nhanh chóng, dễ dàng, dựa vào tha thực và đại nguyện của Đức Phật A-di-đà bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi ngày. Phương pháp tu đơn giản này cũng là phương tiện hữu hiệu giúp cho sự tự lực của chính mình thoát khỏi những hố sâu của tội lỗi bằng việc tự chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm thấy, biết, nhận định được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống. Bằng cách biết sống đạo đức qua bốn đức tính từ, bi, hỷ, xả sẵn có trong lòng mỗi con người. Khi niệm hiệu Phật cần thành tâm niệm, chuyên tâm niệm, không mong cầu sẽ thành Phật hay không thành Phật, cũng không mong cầu sẽ được vãng sanh hay không vãng sanh. Khi niệm Phật hiệu đã chuyên nhất, nhất tâm bất loạn, một niệm thay vạn niệm, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác, thì câu niệm Phật hiệu mới chấn động đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà, thì mới được Ngài tiếp dẫn vãng sanh vào cõi cực lạc. Mà để đạt được niệm Phật hiệu nhất tâm bất loạn là công phu tu trì lâu dài, luôn luôn giữ giới, tu tâm,
từ bỏ mọi ý nghĩ xấu xa dù là nhỏ nhất. Nhiều người phải trải qua nhiều kiếp, nhiều đời tu hành mới đạt được. Tuy nhiên, thường xuyên niệm Phật hiệu cũng là gieo cái nhân kính Phật. Phật sẽ gia trì gặp cơ duyên tu luyện cao thâm, có khả năng đắc đạo trong đời này hoặc kiếp sau. Theo lời dạy của Phật, niệm Phật giúp làm giảm các cảm xúc tiêu cực như tức giận, thù hận hay chấp trước. Niệm Phật giúp làm giảm sự thèm khát, tham lam, và thay vào đó là nuôi dưỡng Bồ Đề tâm để giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ. Niệm Phật là một hình thức chánh niệm giúp chúng ta sống tích cực trong khoảnh khắc hiện tại. Niệm Phật là một liệu pháp trấn an tâm lý tuyệt vời. Niệm Phật tạo niềm hy vọng giúp chúng ta có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai. Niệm Phật như một lời nhắc nhở chúng ta phải suy nghĩ và hành động theo những lời dạy của Phật.